chúng ta cần phải chuẩn bị cho mình một cái tâm thế như thế nào, một cái thái độ ra làm sao để mà đối mặt với các lời từ chối, để chúng ta không quá bị ngỡ ngàng, đúng không ạ? Thì đây sẽ là cái chuẩn sự chuẩn bị về cái suy nghĩ của chúng ta, về tâm thái của chúng ta. Và khi chúng ta có sự chuẩn bị này thì có câu nói là thao trường đổ mồ hôi thì chiến trường bớt thương đau. Và cũng có một câu nói nữa, đó là sự không có sự chuẩn bị là chuẩn bị ở thất bại, còn khi chúng ta có sự chuẩn bị sẵn sàng thì luôn chúng ta luôn luôn ở trong cái thế chủ động, thì khi có bất kỳ cái vấn đề gì xảy ra chúng ta cũng có thể dễ dàng vượt qua nó. Và việc mà chúng ta học thuộc và biết cách xử lý hóa giải các lời từ chối, nó sẽ khiến cho chúng ta là có thể chủ động trước mọi lời từ chối của khách hàng và luôn luôn sẵn sàng đối mặt, mà chúng ta không rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ hoặc là rụt rè trước những lời từ chối. Và đặc biệt khi chúng ta có đủ sự tự tin thì bất cứ lời từ chối nào thì chúng ta đều cảm thấy hưng phấn, bởi vì chúng ta được chinh phục nó, đúng không ạ? Giống như Hoài Nam khi ngày xưa, khi Hoài Nam phải vượt qua là Hoài Nam đã phải trải qua là 102 lời từ chối, và đến khi mà Hoài Nam tưởng như mình không thực sự là mình cứ nghĩ là chắc là thôi cái nghề này không dành cho mình được, và Hoài Nam gần như đã nản, thực sự là nản và đã muốn bỏ cuộc. Và khi đó thì Hoài Nam đã quyết định là dừng lại. Hoài Nam khi mà tại thời điểm Hoài Nam quyết định Hoài Nam dừng lại và Hoài Nam không nỗ lực làm nữa, Hoài Nam quyết định dừng lại thì lúc đó vào cái khách hàng thứ 103 thì Hoài Nam đã ký được hợp đồng, bởi vì cái lúc đó Hoài Nam quyết định là buông tay, Hoài Nam sẽ không tư vấn nữa, và thôi chắc là mình không hợp với cái nghề này rồi, nên Hoài Nam quyết định là thôi mình sẽ từ bỏ, mình sẽ không tư vấn nữa. Và khi Hoài Nam quyết định là Hoài Nam chỉ bằng mọi cách để giúp khách hàng hiểu cái giá trị của bảo hiểm nhân thọ là gì, để cho họ hiểu được nó rồi thì họ thích đi tư vấn của ai thì họ đi tư vấn, còn đơn việc của mình là giúp cho khách hàng hiểu vấn đề. Và khi Hoài Nam quyết định làm cái điều đó, và khi Hoài Nam chỉ tập trung vào việc mà trao giá trị cho khách hàng như vậy, thì tự dưng khách hàng lại quyết định là ký hợp đồng với mình. Và dù là khách hàng đó bạn ấy tên Tuấn và hiện tại đang ở trong Sài Gòn, nhưng mà Hoài Nam có nói rằng hiện tại thì chị đang ở Hà Nội mà em ở tận trong Sài Gòn, nên là đôi khi nên chị nghĩ rằng chị sẽ không thể nào chăm sóc kỹ được cho hợp đồng của em, nên là chị sẽ giới thiệu em với một chị em DIT cũng làm công ty của chị nhưng mà ở trong Sài Gòn. Nhưng mà bạn ấy vẫn không đồng ý, và bạn ấy nói rằng em đọc được tình yêu của chị trong từng cái dòng chữ chị biết bảo hiểm, nên em biết rằng chị là người rất là yêu nghề, nên em muốn được ký hợp đồng từ chị. Và đấy là cái khách hàng đầu tiên mà khi mình tư vấn như vậy thì họ đã quyết định mua hợp đồng từ mình, quyết định là ký hợp đồng với mình. Và Hoài Nam phát hiện ra một điều, đó là khi chúng ta xuất phát điểm nó không phải bởi vì cái tài chính của chúng ta. Những cái hợp đồng trước bởi vì Hoài Nam đang gặp khó khăn, gia đình không đồng ý nên Hoài Nam và con phải đi ra bên ngoài sống, và sau đó thì hai mẹ con phải tự vận động, Hoài Nam phải mang theo con mình để đi tư vấn. Và hàng ngày giữa cái trời chưa nắng mùa hè thì đeo con ở trên người này, và con Hoài Nam lúc đó công có 8 tháng thôi, thì điệu con ở trên người và đi tư vấn, sau đó thì mẹ ngồi quán cà phê tư vấn thì thả con ở dưới đất, con bò lăn ở đất để mà chơi, và mẹ thì ngồi tư vấn. Sau khi mà mình tư vấn xong mình nhìn thấy con đã ngủ lăn đất ở dưới đất rồi. Và nếu như chúng ta đang gặp khó khăn khi mà gia đình mình không đồng ý thì xin chúc mừng chúng ta, bởi vì nhờ có những khó khăn, nhờ có sự phản đối của gia đình mà chúng ta sẽ có được cái sự vững vàng, và chúng ta vượt qua được những lời phản đối của gia đình thì chúng ta sẽ rất là thành công và chúng ta sẽ học được rất là nhiều kỹ năng. Nên là bước đầu tiên khi mà chúng ta chuẩn bị tâm thế thì chúng ta cần hiểu với nhau, đó là cái lời từ chối là gì. Chúng ta phải hiểu rõ cái lời từ chối là gì, đúng không ạ? Vậy thì cái lời từ chối tức là cái lời nói không. Trong khi mà bản thân chúng ta thì khách hàng, chúng ta muốn khách hàng gật đầu chúng ta, trong khi chúng ta muốn khách hàng trả lời có. Và cái lời từ chối là cái lắc đầu, trong khi chúng ta lại muốn khách hàng gật đầu. Vậy thì chúng ta cũng cần phải hiểu với nhau, đó là lý do tại sao khách hàng từ chối ạ. Rất nhiều người khi mà chúng ta nhận được cái lời từ chối của khách hàng thì chúng ta lại nghĩ rằng ồ, chắc là mình không hợp với nghề này. À chắc mình không giỏi bán hàng. À chắc là khách hàng ghét mình đây. Và chúng ta bắt đầu nhận lỗi về mình, bắt đầu chúng ta nghĩ lọ nghĩ kia, và chúng ta không nghĩ là mình phù hợp với nghề. Nhưng mà trên thực tế thì sự thật không phải là bởi vì khách hàng ghét người bán hàng, cũng không phải là bởi vì chúng ta không biết bán hàng, và càng không phải là bởi vì chúng ta không phù hợp với công việc này, mà hay là cái công việc này nó không dành chúng ta. Mà chúng ta hãy cùng tìm hiểu thực sự cái tâm lý của khách hàng nó như thế nào khi mà họ được bán hàng, khi mà có một người đến chào hàng cho họ thì cái tâm lý của họ ra làm sao. Và đặc biệt khi mà các bạn được nghiên cứu cái tâm lý hành vi của khách hàng và các bạn biết được cái diễn biến tâm trạng của khách hàng trong cái quá trình mua hàng của khách hàng ấy, thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là thú vị. Và Hoài Nam khi mà Hoài Nam bước chân vào lĩnh vực bán hàng, và sau này thì khi Hoài Nam học ở Sinh Chắc Vân Tay, và Hoài Nam hiện tại là giám đốc của công ty Sinh Chắc Vân Tay, Hoài Nam cũng rất là đam mê nghiên cứu về tâm lý hành vi cũng như là nghiên cứu về tâm lý của con người. Nên là khi Hoài Nam nghiên cứu cái đó thì Hoài Nam mỗi một lần Hoài Nam làm gì đó, Hoài Nam hay có thói quen là quan sát cái cách suy nghĩ của phán đoán, quan sát và phán đoán cách suy nghĩ của khách hàng, xem là họ sẽ có cái trạng thái như thế nào, họ sẽ suy nghĩ ra làm sao. Và trong một buổi nào đó thì Hoài Nam sẽ chia sẻ với các bạn cách để dùng đoạn 7 Sinh Chắc Vân Tay, cách để dùng Sinh Chắc Vân Tay để chúng ta mở lời với khách hàng, để chúng ta có thể là dễ dàng chạm vào trái tim của khách hàng và dễ dàng làm bạn của khách hàng, mặc dù là chúng ta còn đang là những cái người lạ với nhau, nhưng mà chúng ta vẫn có thể trở thành bạn của khách hàng, vẫn có thể dễ dàng mở lời nói những cái câu chuyện trên giường dưới điện và trở thành bạn với khách hàng, để khách hàng có thể tâm sự của chúng ta một cách là cởi mở mà không bị giống như kiểu họ không bị đề phòng chúng ta.
thì ai muốn học cái kỹ thuật đó, Xuân Doan sử dụng sinh chắc vân tay ở cơ bản thôi để trao chị khách hàng, và sau đó thì tự dưng là khiến khách hàng trở thành bạn của mình, và lúc đấy họ ngồi tâm sự với chúng ta thì chúng ta bắt đầu ngay lập tức có chuyển sang giai đoạn là bàn với họ về vấn đề bảo hiểm. Thì ai muốn học cái này thì Hoài Nam sẽ chia sẻ, còn nếu chúng ta ít người muốn học thì Hoài Nam sẽ vẫn tiếp tục chia sẻ với các bạn những kỹ năng chuyên sâu chỉ về bảo hiểm thôi. Nhưng mà trên thực tế chúng ta học những kỹ năng gọi là kỹ năng mềm bên ngoài thì nó sẽ ứng dụng rất là nhiều trong cái việc mà chúng ta tư vấn bảo hiểm nha.